Bạn là giáo viên, bạn đang lo lắng vì nền giáo dục đang chuyển biến từng ngày. Đúng rồi đấy, xu hướng giáo dục mới hiện nay chính là dạy học bằng tiếng Anh. Bạn đã sẵn sàng để đến với khóa học đào tạo giáo viên dạy bằng tiếng Anh của Intertil Education chưa? Khóa học này bao gồm chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn toán, lý, hóa, sinh, khoa học bằng tiếng Anh cho tất cả các cấp độ. Bạn sẽ được học theo giáo trình được biên soạn và sử dụng độc quyền tại Intertil Education, phù hợp cho mọi đối tượng. Bạn không cần phải lo mình đang ở trình độ nào đâu. Khóa học sẽ trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng mà bạn cần để tự tin đứng lớp. Thứ nhất là phần lý thuyết, đó là thuật ngữ chuyên ngành được hệ thống hóa từ lớp 1 đến lớp 12 theo từng môn riêng biệt. Đây là phần cực kỳ quan trọng vì không nắm được bạn sẽ không thể dạy học bằng tiếng Anh. Thứ hai là phần thực hành, bạn sẽ áp dụng các kiến thức chuyên ngành đã được học để thực hành giảng dạy, làm quen dần với việc dạy bằng tiếng Anh để tránh tình trạng bỡ ngỡ. Giáo viên sẽ góp ý để bạn cải thiện và hỗ trợ bạn về phương pháp dạy học bằng tiếng Anh nữa. Kết thúc khóa học, bạn phải vượt qua một kỳ thi đầy cam go. Nếu vượt qua kỳ thi thì bạn hoàn toàn có thể tự tin đứng lớp dạy bằng tiếng Anh rồi đấy. Ngoài ra, Intertil Education vẫn luôn tìm kiếm những học viên tài năng để giữ lại giảng dạy ở trung tâm, vừa học lại vừa có cơ hội làm việc thì thích quá đúng không nào? Hãy nhớ, khi bạn đứng yên thì có nghĩa là bạn đang thụt lùi, còn chần chờ gì nữa, hãy thử sức mình ở lĩnh vực đầy tiềm năng này thôi. Liên hệ Intertil Education để được tư vấn miễn phí nào.